Quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh là đến hết năm 2016, tất cả các quận huyện của thành phố 100% được dùng nước sạch. Hiện tại thì các công ty cấp nước đang triển khai lắp đặt để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên có một thực tế là hàng chục nghìn hộ dân ở thành phố lại đang không muốn sử dụng nước sạch. Đã 3 tháng lắp đặt và đưa vào sử dụng, những chiếc đồng hồ này vẫn ở con số 0. Có đến gần 90.000 chiếc đồng hồ, tương đương với chừng đó hộ dân ở thành phố Hồ Chí Minh đang từ chối sử dụng nước sạch. Tập trung chủ yếu ở các quận huyện ngoại thành như Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12. Những ngôi nhà khang trang này cho thấy chủ nhân của nó không phải khó khăn về kinh tế. Việc sử dụng nước giếng khoan có lẽ chỉ là thói quen. Gia đình chị Nhữ Thị Lụa nhiều năm sử dụng nước giếng và nay chủ yếu vẫn vậy. Và theo chị, nước giếng khoan khu vực này vẫn sạch. Theo cái sử dụng thì mình nghĩ là cái tiền điện bơm thì nó tiết kiệm hơn là cái tiền nước sạch mình dùng đó. Các cái thau chậu là nó không bị vàng ố thì mình tin là nước của mình sạch. Khu vực quận 12, nước về cách nhà dân dưới 20 m. Nhưng vì tâm lý ngại xách nước về nhà mà nhiều hộ dân cũng ít dùng nước sạch. Thì cũng dùng chỉ cái kia nước sạch thì chắc chỉ để nấu ăn, gần cái kia thì vẫn dùng sinh hoạt cho đỡ kinh phí. Là do đây phòng trọ 20-30 phòng mà chỉ có một bình này thì mình xài về thì không đủ. Chỉ để ăn mới đủ cả 20 phòng. Mình đỡ lo phải bị nhiễm các cái chất độc hại thì ô nhiễm ấy, nước bẩn. Mình ăn mình cũng lo. Ngày thường thì mình mua nước bình về mình ăn, còn rửa tắm thì mình nhặt nước khoan. Sử dụng nước giếng thì phải nói rằng là cái chất lượng nước giếng ở các huyện ngoại thành cũng như vùng ven thì qua những năm qua thì về mặt chất lượng thì ngày càng đi xuống. Cụ thể rằng là những cái nước giếng này người dân tự khai thác lên ấy, thì thứ nhất á, là thường là nhiễm vi sinh, tức là nhiễm coliform hoặc E.coli. Thứ hai về mặt hóa lý á, thì các cái tiêu chí ở trong đó thì cũng thường là không đạt. Theo công ty cấp nước thành phố, việc người dân gắn đồng hồ nước nhưng lại không sử dụng nước sạch đã gây lãng phí rất lớn. Vì lẽ ra khoản tiền để gắn đồng hồ nước cho những khách hàng này có thể dành cho những khách hàng khác có nhu cầu bức thiết hơn về nước sạch. Vấn đề là phát triển mạng lưới gắn đồng hồ nước để đảm bảo 100% hộ dân được cung cấp nước sạch đã là khó. Nhưng mà việc người dân ý thức được cái tầm quan trọng của cái nước sạch thì cũng cái việc vận động đối với người dân cũng rất là khó. Việc đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng người dân không sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân mà còn khiến mục tiêu phổ cập nước sạch đến 100% người dân thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2016 còn hết sức khó khăn.